Sau Nhật xin chào các bác. Em lên sóng con máy lọc khí siêu VIP các bác nhé. Một con Panasonic có cái mã là VXP90. VXP90 các bác này. Đây là cái model nó là cao cấp nhất và là to nhất của thằng Panasonic cho các bác chơi phòng lớn hoặc là phòng nhỏ cũng ok luôn. Đấy, phòng nhỏ, phòng ngủ các bác lọc thì càng nhanh nhé. Đấy, nên là nhiều bác suy nghĩ bảo lấy máy bé để dùng cho phòng nhỏ, máy bé dùng phòng nhỏ thì thực ra cũng được, nhưng mà mình có điều kiện thì mình chơi con máy này cho phòng ngủ thì là càng khỏe càng nhanh. Khi các bác chạy chế độ eco này các bác đừng lo tốn điện nhé. Tất cả các máy lọc khí khi chạy eco thì nó chỉ có 10 mấy W thôi. Đấy, cho nên hoàn toàn kể cả con máy này nó là 88W thì khi các bác chạy max, tức là chạy hết công suất của nó thì nó mới là 88W thì nó chơi được cho phòng lớn. Chứ còn khi mà các bác để chế độ chạy nhỏ eco thì nó cũng chỉ có 10 mấy W thôi. Đấy, thế là không có lọc khí, không bao phải lo về điện. Ở đây con này là các bác nhìn nó là mặt vân gỗ này, cực đẹp luôn nhé, sang trọng này, cực đẹp sang trọng luôn các bác. Đấy, nhìn quay nghiêng này các bác nhìn cái vân gỗ của nó này, cực sang luôn nhé. Đấy, màu vân gỗ rất là hiếm luôn, sang. Cảm biến phát hiện người này, phân khúc cao cấp nhất này, công nghệ nano X cho tác dụng gấp 10 lần cái công nghệ nano Y bình thường. Thế là công nghệ hiện đại nhất của Panasonic. Các bác có thể tìm hiểu trên mạng internet. Báo bụi mịn 2.5 PM này. Đấy, Eco Navi báo cảm biến phát hiện người này. Báo phần trăm độ ẩm này. Trên bảng điều khiển có cảm biến ánh sáng này. Nói chung là đối với con máy này thì không có gì để phải chê nó về tất cả mọi tính năng các bác nhá. Cánh gió 3D các bác nhìn này. Cánh gió 3D các bác nhìn nó làm rất là khủng luôn nhé. Nên để cái luồng gió nó đối lưu, nó di chuyển đều khắp phòng luôn. Hai cánh gió. Đấy. Chế độ bù ẩm này, 3 cấp độ bù ẩm. Rồi chế độ lọc khí, lọc nhanh, khử mùi nhanh, hẹn giờ. Nói chung là khá dễ sử dụng. Đấy. Con này thì vì công suất của nó to cho nên em không đút biến áp bên trong mà em vẫn để nguyên điện 100V các bác nhá. Để nguyên điện 100V. Đấy, vì là điện 220V đấu vào thì con biến áp sợ nó không tải được, cho nên nó nguy hiểm cho máy, cho nên mình để nguyên 100. Các bác cắm biến áp bên ngoài cho em. Đấy, con này nó là điện 100V, 88W các bạn này, dùng cho phòng khoảng 60m đến 65-70m. Series máy 1376 năm 2018 VXP90. Có một chiếc duy nhất này thôi các bác, cho nên em không đánh số. Một chiếc duy nhất thôi nhé. Màng HEPA em thay mới rồi. Đấy, màng HEPA thay mới tinh nhé. Cái chiếc này thì em báo giá là em bán là 4,5 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, chưa biến áp, máy vẫn nguyên bản, nguyên zin, điện 100V. Các bác mua, các bác xem clip, các bác lưu ý nhé, điện 100V. Bình nước bù ẩm này, làm tổ ẩm zin còn rất mới luôn. Đấy, không có gì để chê cả. Các bác nào thích máy to thì các bác chốt con này nhé. Bán chênh với cả máy 70 có 200.000 thôi ạ. Còn các bác tham khảo cái mẫu này trên mạng internet thì rất là đắt. Đấy, em nhập lô về thì nó cả 70 cả 90, cho nên bán 90 nó chênh 1 tỷ thôi, không chênh nhiều nhé. Chào các bạn.